rất tự tin. Khoảng cách tốt đang được Bùi Lũ tạo ra, cố gắng tạo ra những cú lâu kích. Một cú chỏ cắm, một cú chỏ vừa rồi của Bùi Lũ. Tốt đến từ võ sĩ của Campuchia, nhưng Bùi Yến Ly vẫn đang chờ đợi cơ hội. Cú đạp đến từ Bùi Yến Ly. Hai đòn chỏ vừa rồi của Bùi Yến Ly đã trúng đích. Một nụ cười được thể hiện trên khuôn mặt của Bùi Yến Ly. Bị bắt chân, rất may cho võ sĩ của Campuchia trong tình huống vừa rồi. Sau tình huống bắt chân, Bùi Yến Ly đã tung ra một đòn chỏ. Đạp đầy sức mạnh của võ sĩ gốc đài màu đỏ. Khoảng cách được Bùi Ly tạo ra rất tốt. Thêm một cú lâu kích nữa. Phần chân trái của võ sĩ Campuchia đã bị tổn thương. Thêm một cú lâu kích nữa vào vùng đùi của võ sĩ Srefin. Và võ sĩ này đang cần phải đến sự đếm số của vị trọng tài. Trọng tài chưa ra hiệu để trận đấu bắt đầu. Bây giờ thì trận đấu mới thực sự bắt đầu trở lại. Thêm những cú lâu kích nữa vào vùng tổn thương. Võ sĩ của Campuchia đang cố gắng để hạn chế đi những cú lâu kích của Bùi Yến Ly. Chắc chắn là vùng chân trái sẽ là nơi tập trung những miếng đòn vào thời điểm này của Bùi Yến Ly. Thêm những cú lâu kích nữa vào chân trái của võ sĩ Campuchia. Rất nặng. Có lẽ là vùng chân trái của võ sĩ Campuchia đang bị tổn thương. Bùi Yến Ly thừa hiểu điều đó. Cú tay sau tốt vừa rồi của võ sĩ Campuchia. Thêm một cú văng trụ nữa. Rất nặng. Đây đã là lần thứ hai trong hiệp thi đấu thứ nhất. Trọng tài phải đếm đối với Srefin. Võ sĩ của Campuchia đã gặp phải tổn thương rất nặng ở vùng chân trái. Vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Rất may. Rất may vào thời điểm này thì thời gian của hiệp thi đấu thứ nhất đã kết thúc. Có lẽ là trận đấu này sẽ sớm kết thúc thôi. Những miếng đánh cụ thể. Đó là những cú phang trụ, những cú lâu kích. Khiến cho vùng chân trái của võ sĩ Campuchia đã bị tổn thương. Và rõ ràng là khi hiệp thi đấu thứ hai bắt đầu sẽ tiếp tục là những cú lâu kích vào vùng chân trái đó. Gần như không có sự khả năng chống đỡ nào đến từ võ sĩ của Campuchia. Quá mạnh. Trong bộ môn Muay Thái và cả Kun Khmer, những cú phá trụ trước, những đòn lâu kích đó sẽ mang về những tổn thương dai dẳng. Và với lực ra đòn của Bùi Yến Ly thì sẽ không có một nữ võ sĩ nào có thể chống đỡ được điểm số chênh lệch cho Bùi Yến Ly. 18 là một điểm số được chấm cho những hiệp thi đấu chênh lệch. Hiệp thi đấu thứ hai đã bắt đầu. Sự cố gắng đến từ võ sĩ của Campuchia. Thêm một đòn chỏ chính xác. Và liên tiếp là những cú lâu kích phang trụ nữa của Yến Ly. Trong tình huống mà cô nhận thấy chấn thương đã gặp phải đối với võ sĩ của Campuchia. Trọng tài đã phải chỉnh lại phần bao bảo vệ ống đồng của Bùi Yến Ly.
những chiếc bao đó sẽ làm giảm đi những lực tấn công bằng đòn chân của Bùi Lì. Cố gắng áp sát để hạn chế đi những cú low kick đến từ Bùi Lì của chúng ta. Võ sĩ ở dưới đài màu đỏ vẫn đang chờ đợi cơ hội. Không phải dễ dàng. Rõ ràng là võ sĩ của Campuchia cũng đầy kinh nghiệm để có thể hạn chế đi những đòn đánh tấn công của Bùi Lì. Tay sau tốt. Chờ đợi võ sĩ của Campuchia tung ra đòn đá cầu vòng cầu để bắt chân, cho thấy sự tự tin của Bùi Lì. Low kick nữa rất nặng. Những đòn phá trụ trước đó sẽ mang lại những tổn thương dai dẳng. Bùi Lì vẫn đang chờ đợi cơ hội. Nhưng có quá nhiều những miếng đánh Bùi Lì có thể thi triển. Những đòn tay của Bùi Lì, những đòn trỏ cũng là những miếng đánh sở trường của võ sĩ ở góc đài màu đỏ. Như đã nói, đó là một đòn trỏ bằng tay trái chính xác của Bùi Lì. Sĩ của Campuchia gần như không có nhiều những đòn thế có thể thi triển trước một đối thủ quá mạnh như Bùi Lì. Sự kêu gọi thi đấu nhiệt tình hơn đến từ các vị huấn luyện viên ở góc đài màu xanh. Nhưng rất khó. Thêm một cú phang trụ nữa. Thêm một đòn trỏ. Bùi Lì cần có quãng thời gian nghỉ ngơi. Thời gian thi đấu của hiệp thi đấu thứ hai không còn nhiều. Serafin không có nhiều cơ hội để có thể tung ra những đòn đánh trúng đích. Tiếp tục là một hiệp đấu ấn tượng nữa của Bùi Lì. Sau khi nhận thấy những đòn low kick của mình không đạt được những hiệu quả, võ sĩ của Campuchia đã có sự phòng thủ và đã trở lại sau quãng thời gian nghỉ. Thì Bùi Lì đã tập trung hơn vào những miếng đánh bằng tay, những đòn đánh bằng tay, những đòn trụ, những cú đấm thẳng. Cũng phải nói là võ sĩ của Campuchia đã trở lại tốt hơn trong hiệp thi đấu thứ hai vừa qua. Nhưng rõ ràng là với việc tích lũy thêm những điểm số, Bùi Lì của chúng ta vẫn đang có được lợi thế sau hai hiệp đấu. Tất cả những người hâm mộ Việt Nam đang chờ đợi vào một chiến thắng thậm chí có thể đẹp mắt hơn, đó là một chiến thắng knockout của Bùi Lì trong trận đấu này. Nhưng điều quan trọng nhất đó là chúng ta sẽ có được tấm huy chương vàng ở hạng cân này. Hy vọng Bùi Lì sẽ thi đấu tiếp tục giữ được tinh thần, thi đấu tốt, tự tin như trong hai hiệp thi đấu đã qua. Điểm số trong hiệp thi đấu thứ hai đã có phần tốt hơn cho võ sĩ của Campuchia. Tuy nhiên, điểm số vẫn đang thuộc về võ sĩ của chúng ta. Bùi Lì đang có điểm số 20 so với 18 của Serafin Campuchia. Cả võ sĩ Campuchia và ban huấn luyện thừa hiểu rằng ở hạng cân này Bùi Lì là quá mạnh. Không chỉ ở trên khu vực Đông Nam Á, khu vực châu Á, Bùi Lì đã từng giành những tấm huy chương vàng vô địch thế giới ở nội dung weight thuộc các giải đấu thuộc hệ thống IFMA. 4 tấm huy chương vàng đã thể hiện điều đó. Một cái ôm rất fair play của hai võ sĩ của chúng ta trước khi bước vào 3 phút thi đấu cuối cùng. Sự nỗ lực đến từ võ sĩ Campuchia.
tình huống bắt chân và ra đòn chính xác. Những pha lên gối trong những tình huống cận chiến, Bùi Ly đang cần phải sự trợ giúp của trọng tài với chỉnh đốn lại phần đai bảo vệ. Thi đấu cả bộ môn Muay và Kickboxing, những đòn chân và đòn tay của Bùi Ly là rất mạnh. Nhưng tình huống vừa rồi thì võ sĩ của Campuchia đã có một cú tay sau rất nhanh. Bùi Ly có chút bất cẩn. Bùi Ly đã có chút bất cẩn trong tình huống vừa rồi, ôm ghi để có thời gian để trấn tĩnh lại trong tình huống vừa rồi. Một chút sơ hở đã khiến cho Bùi Ly phải nhận một đòn đau. Cú đạp đến từ Bùi Ly. Cú tay sau đó của võ sĩ Campuchia không đi trúng đích. Trước trận đấu chung kết này, Bùi Yến Ly đã đăng bài trên trang cá nhân của mình về việc lấy vía những tấm huy chương vàng của các nữ đồng nghiệp sau khi có được 3 tấm huy chương vàng của các nữ võ sĩ trong ngày thi đấu thứ nhất. Của ngày thi đấu chung kết thứ nhất thì Bùi Yến Ly đã có một bài post và lấy vía từ những tấm huy chương vàng đó, và hy vọng tấm huy chương vàng sẽ được Yến Ly tiếp tục mang về cho bộ môn cú Khmer của Việt Nam. Trở lại với trận đấu thì Bùi Ly vẫn đang dần trở lại trong hiệp thi đấu thứ 3 này, sau khi một chút bất cẩn để cho võ sĩ của Campuchia có được một đòn đánh trúng đích và có sức nặng. Tiếp tục là một cú phang trụ nữa, cú low kick tiếp theo. Trọng tài đã phải đếm lần thứ 3 trong trận đấu này đối với võ sĩ của Campuchia. 3 lần đếm rồi. 8. Võ sĩ của Campuchia vẫn tiếp tục thi đấu thêm những cú low kick nữa. Những cú phang trụ trước sẽ là miếng đánh vào thời điểm này để Yến Ly có thể kết thúc sớm trận đấu. Thời gian là hơn 20 giây nữa của hiệp thi đấu thứ 3. Tiếp tục trọng tài sẽ phải chỉnh lại phần bảo vệ ống đồng của Yến Ly. Những chiếc đài đó sẽ làm giảm đi những lực đánh, những đòn chân mà các võ sĩ tạo ra. Thời gian thi đấu của hiệp thi đấu thứ 3 đã kết thúc. Đó là một tình huống mà Bùi Yến Ly đã bất cẩn để cho võ sĩ Srephin của Campuchia có được một cú tay sau rất mạnh. Những đòn phá trụ trước của Yến Ly là rất mạnh. Mặc dù đã cố rụt chân để né tránh trong tình huống vừa rồi nhưng là không kịp. Chắc chắn Bùi Yến Ly của chúng ta sẽ có được một điểm số để có thể có được tấm huy chương vàng ở hạng cân này. The winner is Red Corner from Vietnam. Và như đã dự đoán, với những gì đã thể hiện trong cả 3 hiệp thi đấu đã qua, Bùi Yến Ly đã mang về tấm huy chương vàng thứ 5 cho Cun Khmer Việt Nam. Đây là tấm huy chương vàng thứ 2 trên 5 nội dung thi đấu chung kết. Bạn xin mời chương trình thay mặt tiếp đón Kilakarni Omaso, Kilakarni
Lào, bạn Kelakarni Myanmar, Kelakarni Việt Nam, nâng Kelakarni Campuchia, bạn bà can VTK đã bày bập bẹ bẹ đáy xong bà chơi bạn. Vâng thưa quý vị, đây sẽ là phần trao huy chương cho các vận động viên đạt huy chương ở hạng 57kg của nữ. Huy chương vàng thuộc về Bùi Yến Ly của Việt Nam. Huy chương bạc thuộc về võ sĩ của nước chủ nhà Campuchia. Team official đội Việt Nam, huy chương đồng thuộc về các võ sĩ đến từ Lào và Myanmar. Bùi Yến Ly là võ sĩ đã giành được huy chương vàng môn Muay Thái tại SEA Games 31 trên sân nhà. Bùi Yến Ly là một trong 10 vận động viên ưu tú tham gia giữ đuốc kỳ SEA Games 31 vào năm ngoái. Yến Ly sở hữu thành tích rất đồ sộ tại quốc gia với 12 lần liên tiếp vô địch Muay Thái toàn quốc. Bùi Ly là nhà vô địch Muay Thai thế giới và là nữ vận động viên xuất sắc nhất năm 2019 tại giải vô địch Muay Thai thế giới. Đã giành được một huy chương vàng Muay Thai thế giới vào năm 2017. Yến Ly là võ sĩ nền tảng Muay Thái tốt. Việc đến với SEA Games 32 ngày hôm nay là một điều mà Gunker Man Việt Nam dự báo Yến Ly đã có thể giành được tấm huy chương vàng. 4 huy chương vàng thế giới và 1 huy chương vàng từ World Game Muay Thái năm 2017. Thành tích ở đấu trường quốc tế cũng như quân đội rất ấn tượng của Bùi Yến Ly, vận động viên sinh năm 1995. And once again, thank you so much to His Excellency Atsarat Deputy Commander and Chief of Royal Cambodian Armed Force and Joint Chief of Staff for giving all mascot to our fighter who is the winner for today. But បាទជាបន្តទៀតនេះសូមគណៈអធិបតីនិងភ្ញៀវកិត្តិយសទស្សនិកជនទាំងអស់មេត្តាក្រោកឈរឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីគោរពនៅទង់ជាតិរបស់ម្ចាស់មេដាយមាសនៅក្នុងការប្រកួតគុនខ្មែរផ្នែកនារីនៅពេលនេះ ប្រងព្រៀបគោរពទង់ជាតិនៃប្រទេសវៀតណាម គោរព Congratulations to rồi là phần trao huy chương vàng và quốc ca Việt Nam. Xin chúc mừng cho Bùi Yến Ly, vận động viên sinh năm 1995 đã có được tấm huy chương vàng Khmer tại SEA Games 32. Trước mắt chúng ta sẽ là hai trận chung kết. Những dụng của nam có sự góp mặt của các vận động viên Việt Nam. Đó là chung kết hạng 71kg của nam có Nguyễn Hùng Quân và hạng 75kg có Nguyễn Thanh Tùng. ឃើញកីឡាករកីឡាការីចំនួនថ្មីជាយាមបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពថ្មីដៃជួនជាតិមាតុភូមិរៀងៗខ្លួន 11 ប្រទេសបានមកចូលរួម 11 ប្រទេសពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទ
សូមគាំទ្រវិស័យកីឡាទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងមានធនធានកីឡាករកីឡាការនីឆ្នើមក្នុងការប្រកួតប្រជែងកម្រិតអន្តរជាតិនេះបាទចាអរគុណមែនតាន